Và nếu con tham có nhiều tiền để làm phước có sai pháp hay không Rồi muốn hỏi sư rằng nếu mình dành dùm được số tiền Rồi Cái chuyện này là mình phải hỏi chính mình nha Mình có thật sự là mình dành hầu hết Cái số tiền mà mình kiếm được Để làm thiện hay không hay là nó xuất phát đơn thuần từ cái tâm tham mà mình chỉ rút một phần ở trong đó thôi thì nó nó rất là kẹt ví dụ như sẽ nói ví dụ như thế này nè à, bây giờ thu nhập của tôi là 5 triệu và tôi dành 3 triệu để chi tiêu cho bản thân và 2 triệu để tôi bố thí cúng dường à, tôi mong sao cho cái lương tôi lên 10 triệu nhưng mà khi lên 10 triệu tôi vẫn dùng 3 triệu Còn 7 triệu tôi đem tôi làm phước Rồi tôi, tôi mong sao cho cái lương tôi lên 20 triệu Tôi vẫn dùng 3 triệu Còn 10 7 triệu đó tôi đem tôi làm phước Thật sự cái tâm mình có hay không Hay là mình nghĩ là uh, Khi mà tôi nhiều hơn tôi sẽ hưởng thụ tốt Phân biệt dùm sư Thân nữa Thêm một vấn đề nữa như thế này cái vấn đề của nội tâm mình đó, nó quan trọng hơn là vấn đề bên ngoài một vị bố thí ừ, cũng dường mục đích là để vị đó ly tham mình bố thí là mình để mình ly tham chứ không phải mình bố thí là để mình có nhiều hơn cho nên khi mà tâm tham sanh khởi đó mình lo mình giải quyết cái tâm tham của mình nó quan trọng hơn là mình lo mình đi mình làm thứ khi mình tham mình ham muốn có nhiều tiền xin thưa mình sẽ dạ lo giải quyết cái tâm tham đó trước ừ. rồi sau đó mới lo tới bên ngoài quý vị tin dùm sư đi chỉ riêng trong phật giáo thôi. chỉ riêng trong phật giáo Quý vị ly tham càng nhiều thì quý vị lại càng có nhiều. Còn quý vị tham càng nhiều thì quý vị lại càng có ít. Chỉ trong Phật giáo Đức mới dạy mình chuyện đó thôi. Muốn có nhiều thì phải ly tham nhiều. Càng không muốn có nhiều thì mới càng có nhiều. Chứ còn mình càng muốn có nhiều Thì mình lại càng không có nhiều Tại vì do đâu Do cái tập tham Nó chi phối mình uhm. Ly tham là phước Mà tham là bất thiện Thành ra càng tham thì lại càng thiếu à, Nhớ dùm sự càng tham càng thiếu Hết tham là hết thiếu uhm.